Hai chào anh em vào chị ở lớp mình nhà tôi lỗi chị tám rất quay trở lại trong video ngày hôm nay với bản cập nhật thông báo bản cập nhật mới nhất tới từ nhà phát hành Finger Fan. Các bạn có thể vào trang chủ nhà phát hành hoặc vào trong các hội nhóm, rất nhiều người đã chia sẻ thông tin cập nhật của nhà phát hành rồi. Chúng ta sẽ có một cái bản cập nhật vào chiều ngày mai, bắt đầu từ khoảng từ 3 rưỡi cho đến 4 rưỡi chiều các bạn ạ. Bao gồm những nội dung mới mà mình nghĩ rằng nó gây ra sự bất ngờ cho rất nhiều người chơi. Cụ thể bao gồm các võ sĩ mới, đó là một võ sĩ mới ra mắt, đó chính là Orochi Shermie 2002. Đây là phiên bản Shermie lôi tư chất 15 các bạn ạ. Một võ sĩ mà nó là khắc tinh chít hỏa. Như vậy Finger Fan lại tiếp tục một cái phong cách chơi, đó là cứ võ sĩ nào mạnh thì sẽ bị khắc chế trước cả khi ra mắt. Mình lấy đơn cử ví dụ như Ca Phẩy rất mạnh nhưng cũng bị khắc chế trước khi ra mắt à, đúng không nhỉ? Hay là con nào ấy nhỉ, con nào bị Hotaru được khắc chế các bạn nhỉ, chưa ra đã bị Hotaru được khắc chế, có Mewtwo hay con nào ấy, đại loại là rơi không không hiểu, cứ con nào mạnh ở bên này nó sẽ dìm các bạn nhá, nên khả năng là Chích Hỏa cũng sẽ là một trong những võ sĩ ăn hành tiếp theo, bởi không ai khác chính là Shermie phiên bản tư chất 15. Viện trợ mới chúng ta sẽ có viện trợ Saiki trắng. Saiki là một vị trí tư chất 15 ở vị trí tanker, khi nâng lên lục môn thì có vị trí sát thương cực kỳ ghê gớm, nhưng cái thời của nó đã qua từ rất lâu rồi. Khi ở trạng thái viện trợ thì Saiki vẫn có một lượng sát thương ghê gớm như thế, kèm theo khả năng búp hỏa cho team. Ca Phẩy chính thức sẽ không cần thiết trong nhiều đội hình sử dụng võ sĩ hỏa nữa. Ê, mà người ta sẽ dùng viện trợ Saiki trắng các bạn ạ. Đây cũng là một võ sĩ mà khả năng cao mình sẽ hướng tới, vì mình cũng có một võ sĩ hỏa trong team là Saiki Demon. Ngon rồi các bạn. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản bí truyện mới, đó là chả biết về nhân vật nào ấy. Ok. Chúng ta sẽ có cái gì đấy, yếu tố sấm sét là tứ môn à, kim thằng ai chơi, lục môn của Geese Nam Trấn. Chắc chắn các bạn sẽ có được những cái clip Geese lục môn Nam Trấn nhá. Mình biết chất ít nhất vài người bạn của mình đã có đủ đồ để nâng cấp Geese lên lục môn rồi, và chắc chắn bất kỳ một võ sĩ nào lên lục môn thì nó đều tạo ra những cảm xúc hết sức thú vị cho người xem. Ok, chưa kể Geese là một con võ sĩ nằm trong bộ team phản kích cùng với Sơmin Lôi, Toru và ghi đấy, thì bây giờ nó lên lục bôn nữa thì đảm bảo và các bạn phối hợp thêm cộng dồn với nhau thì lại càng tuyệt vời chúng ta cùng xem sự kiện hàng ngày, sự kiện trong 2 tuần tới sẽ như nào nhá. Có khá nhiều bạn inbox hỏi mình bao giờ thì có mèo, trời biết được, mình chỉ có thể trả lời là ước chừng dự đoán khoảng tuần sau thôi. Nào còn bây giờ chi tiết chính xác nó sẽ rơi vào hôm nào, cái event không quan trọng lắm thì mình xin phép lướt qua cho nó nhanh các bạn nhá. Đầu tiên sẽ là event cào vàng, thời gian diễn ra vào ngày mùng 5. Thì hôm nay là ngày mùng mấy? Hôm nay ngày mùng 4 các bạn nhá. À, mùng 4 đúng không? Hôm nay mùng 3 các bạn nhá, thứ tư ngày mùng 3 nhá. Đấy, nên là ngày mùng 5, 2 hôm nữa đúng không? Chúng còn đâu tạm thời chơi lịch event cũ đi. Còn cũ rồi đó, chả có gì đâu. À, mình đang lướt qua nhanh. Ui giời ơi. Ngày mùng 5 sẽ là ngày quay quay sơ mi lôi kèm theo mèo luôn các bạn ạ. Hoài nhanh nhé. Như vậy là chưa đến 1 tuần. Như vậy là mình xin lỗi các bạn kia và mình đã trả lời sai nhá, chỉ còn khoảng 2 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ có vòng quay võ sĩ mới. Đây rồi, Time Limited Chess Orochi Shermie 2002, nói cách khác chính là vòng quay Shermie đấy các bạn ạ. Diễn ra trong vòng 3 ngày bắt đầu từ ngày mùng 5. Điều kiện đó là server các bạn phải được mở 14 ngày thì các bạn mới được tham gia quay. Chúng ta sẽ không có event tiêu kim cương mà thay vào đó là event nạp kim cương và event máy kéo. Event máy kéo thì diễn ra trong vòng 5 ngày lận, bắt đầu ngày mùng 5. Còn robot thì chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày thôi các bạn ạ. Còn 2 ngày cuối của nó theo mình biết nhá, thì nó sẽ là cái event quay trứng hồn vũ khí của Similoi. Ê, bạn nào chơi Similoi thì mình báo trước là kiểu gì phải nâng lên S-Max nha, nếu không thì các ông lại chê là yếu. Rồi, chúng ta sẽ có gì đấy? À, săn bản sao của ghi tư chất 15, nhưng là đây là ghi điên thôi. Nightmare là ghi điên nhá, tránh nhầm lẫn như mình hôm trước. Chúng ta sẽ có event đổi hiệu sách ngày mùng 6. Thôi bỏ qua này, event này không còn quan trọng nữa rồi. Đấy, mình xem đây là sân bản sao của Kenico. Cô phiêu lưu gì đây, thôi bỏ qua này, không quan trọng lắm. Đổi rune vào ngày mùng 8 các bạn ạ, diễn ra trong 2 ngày. Hot rune đấy, bán trang phục của Sumi kèm theo chứng hồn vũ trì khí của Sumi vào ngày mùng 8 các bạn ạ, trong vòng 2 ngày như mình nói ở trên. Event
quay mèo à, quay gì đua bót thì không có tiêu cương, còn quay trứng thì mèo hùng vũ khí và mua trang phục đấy thì chắc chắn có cái phần tiêu cương các bạn nhá. Đây chính là cái phần đấy diễn ra từ ngày mùng 8 luôn, trùng thời điểm, diễn ra trong vòng 2 ngày thôi. Mình đang lướt qua rất nhanh vì có những cái event nó không quan trọng. Thật sự là như vậy, cái event này thì cứ nói đi nói lại thôi. Các bạn biết trước cũng không giải quyết được nhiều vấn đề. Đây chúng ta dừng lại một chút, với những bạn có điều kiện nạp thì gói Unlimited Gift Pack diễn ra vào ngày mùng 10. Đây là cơ hội tốt để cho các bạn tiết kiệm kim cương mà vẫn nâng cấp bậc lục môn võ sĩ. Ngày mùng 10 trong vòng 2 ngày liên tiếp, các bạn hoàn toàn có thể nạp tối đa trong vòng 2 ngày lên tới 6 gói, mỗi ngày 3 gói, một gói là 45 đô. Hôm đấy thì mình sẽ cũng quảng cáo thôi. Bạn nào mà nạp lỗi hoặc không nạp được hoặc là cái gì cần mình cần người nạp hộ thì inbox mình nhé. Rồi chúng ta đang tiếp tục lướt qua nhanh. Boss Exchange là cái Event ghép tranh, không hiểu sao nó cứ ra mãi, có ai em chơi không cứ ra mãi ngày mùng 10 các bạn ạ. Cosmic Power là event quay tinh tú, không có tiêu cương theo kèm nên khả năng cũng ít người chơi. Mình đang tìm kiếm một event nào đó liên quan đến hồ Đực Lam, liên quan đến viện trợ. Đây rồi, chúng ta sẽ có viện trợ mới, đó là viện trợ Raph và Psyche trắng các bạn ạ. Mình hơi bất ngờ khi mà nó không đưa ra viện trợ Elizabeth mà thay vào đó là viện trợ Raph. Như vậy Raph được ưu tiên quay vòng tình như tới 3 lần viện trợ, còn Ellie chỉ có hai thôi. Đấy, như khả năng cao được này ai chơi thì người ta sẽ chơi Psyche trắng. Đấy, ngày 12 các bạn nhé, diễn vào trong vòng 2 ngày liên tiếp. Chúng ta sẽ không có event tiêu cương theo kèm hay có. Đây là thời điểm diễn ra chung với sự kiện Hồ Đực Lam các bạn ạ. Bắt đầu từ ngày 12 cho đến ngày cũng chung luôn trong vòng 2 ngày thôi, 12, 13 thôi. Là event Hồ Đực Lam. Có đợt quay Hồ Đực Lam và hy vọng lần này sẽ có được sói thì mới nhiều người chơi, chứ còn đâu không có sói kiểu ít người chơi. Như vậy đợt quay viện trợ lần này sẽ được hưởng lợi từ event tiêu viêm cương của Hồ Đực Lam các bạn ạ. Nghĩa rằng trong từ ngày 12 và 13 trong 2 ngày, bất kể các bạn tiêu kim cương vào Hồ Đực Lam hay vào viện trợ hay vào bất kỳ cái gì bao gồm cả bôi thể lực luôn thì các bạn đều sẽ được hưởng lợi từ event tiêu kim cương này các bạn ạ. Đấy, khá là ngon, mốc tối đa của nó mình biết rằng lên tới 40k kim cương lận. Và nếu như quay viện trợ thì nó chỉ tốn được khoảng đâu đó chưa đến 18k kim cương là các bạn full rồi. Đấy, nên là khả năng cao là mọi người mình nghĩ rằng là sẽ tham gia được event này đấy, khá ngon đấy. Đấy thì bạn nào không đua semi lôi hơi khó nhỉ, wow tứ đại thiên vương người ta chờ lâu lắm rồi thì hoàn toàn có thể là chơi được full mốc event này. Đấy, các bạn cân nhắc nhá. Chúng ta sẽ có luôn event nạp trong cái khoảng thời gian 2 ngày đặc biệt đấy. Đấy, nạp top up, nạp mốc nào ăn mốc đấy. Khả năng như lần trước nhá thì nó là cho nạp kim cương và nó thưởng cho một ít mảnh hồn lực của hồn lực sói, hồn lực cừu ấy. Các bạn phải là full tất thì mới lắp được full một cái hồn lực sói hoặc hồn lực cừu. Tổng hình như là hơn 6 triệu cho một lần nạp ấy, không rõ lắm. Bạn nào nạp thì inbox mình nha, mình báo giá chi tiết từng gói một luôn. Đấy, nhưng còn đâu nhớ nhớ là trên 6 triệu. Biography Challenger Gift là bí truyện. Không quan trọng lắm, vượt bí truyện nên tin tưởng ấy mà. Thôi bỏ qua đi những cái không quan trọng. Next score tức là các bạn chơi lõi được next sẽ được nhận thêm thưởng. Thôi mình nói thật nha, phần thưởng của nó không đáng bao nhiêu cả. Nên các bạn đừng có thấy nó dụ mà ham hố. Từ ngày 14 đến ngày 16 khi kết thúc event tiêu cương ở trên này thì chúng ta sẽ có một cái event bán trang phục cho Trang và hồn hạp kép của Trang Béo và Billy chữ tàu. Đấy. Đó cũng là thời điểm diễn ra event trứng hồn vũ khí của cặp Trang Béo và Billy chữ tàu. Thời điểm này sẽ các bạn sẽ được hưởng lợi của event tiêu cương kép như mọi khi thôi. Đấy, lucky draw khi bạn quay hồn hạp nhận được thêm thưởng và khi tiêu kim cương cũng nhận được thêm thưởng trùng nhau. Diễn ra trong vòng 3 ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 14. Sự kiện Single Top Up for Resources làm bốc nào ăn ông đấy lại tiếp tục diễn ra tiếp. Mau về lập liên tục em. Nếu ông nào mà có điều kiện để công nhận sướng nhỉ. Làm gì sướng, có tiền làm gì sướng. Chơi game sướng. Campaign Rewards là vượt màn chính em tưởng. Thôi bỏ qua đi. Ngon rồi các bạn ơi. Thanksgiving Login Gift. Đây là quà đăng nhập. Thanksgiving là lễ tạ ơn các bạn ơi, mình nhớ tới tạ ơn là lâu lắm rồi nhỉ, sao bây giờ cũng lại có lễ tạ ơn à? Ngày 17 các bạn ạ, bắt đầu chúng ta sẽ đăng nhập trong vòng mấy ngày, 17, 18, 19, 20, 21, 22, trong vòng 23, 6 hay là 7 ngày ấy. Theo mình biết là 6 ngày nhá. Đấy, thì sẽ nhận được các phần thưởng bao gồm bóng bay đó, và dùng bóng bay để đổi vật phẩm. Đấy, đại loại thế các bạn nhá, để có bắt đầu khởi đầu đi phần lễ tạ ơn. Ngày 17 thì cũng là thời điểm diễn ra event quay chip này để nhận tiền thưởng. Đấy, tính năng chip là như thế nào thì các bạn xem cho mình ở trong phần YouTube nhé. Các bạn gọi là tính năng chip từ lối S8. Thế là các bạn sẽ thấy thôi. Quay chip nhận tiền thưởng nhưng mà vẫn giống như các event khác như là tinh tú như là lõi hoặc nest ở trên.
phần thưởng nó không đáng kể, nên các bạn đừng có tham lam quá. Đây đang là event phím đây, nhưng mình lướt qua vì nó không quan trọng. Phím với server mới thôi, thì server cũ nhưng mình thì nói thừa thì không đúng, nhưng mà nó không thiếu. Đây là ngày 17 sẽ diễn ra event nạp. Các bạn nạp 45 kim cương được thêm một búa, tối đa 10 búa. Đấy, vắn tắt là các bạn nạp 450 kim cương sẽ được thêm khoảng 600 kim cương. Đấy, một cái món lời tương đối. Rồi, mình đang tiếp tục lướt và hết rồi. Như vậy trong đợt này chúng ta sẽ có 3 event quan trọng. Một là Shermie Lôi kèm theo mèo, kèm theo hồn vũ khí ở diễn ra ngay vào ngày mùng 5, cách đây khoảng 2 ngày nữa. Hai là event hồn được 5 kết hợp với viện trợ mới Saiki. Ba là cái gì đây? Thôi lên tạ ơn mới đăng nhập chứ chưa có gì chơi đâu. Đấy, ba phải nói là cái event gì nhỉ? Hồn hạp kép của Trang Béo và Billy. Mình nghĩ rằng đấy sẽ là một cái event hồn hạp không nhiều người chơi. Semiloi ra mắt rồi, tháng sau rất có khả năng sẽ là Chít Hỏa hoặc là Yasuo, đúng không? Đấy là những thứ mà có thể gọi là hấp dẫn người chơi nhiều hơn. Đấy. Còn đâu tất nhiên quyết định cuối cùng là của các bạn. Chơi hay là không chơi thì nó sẽ tạo ra những hình khác nhau. Còn ai mà cũng chơi được hình giống hệt thì ai theo một cái hướng giống tất như tất cả mọi người thì game lại nhàm, đúng không? Thì sẽ không có một tờ lùi S98 ngồi đây. Toàn bộ event mình đã review xong. Chúng ta cùng chờ đợi thôi, đúng không? Về bạn cần tôi xem là sơ mi bên này khác như thế nào, giống như thế nào. Chứ thật ra theo mình biết nhá, là server quốc tế thì giống như server Đài Loan. Thế nên là sơ mi của nó sẽ là một con sơ mi lôi thú vị đấy các bạn ạ. Nhiều tính năng hay ho đấy, chứ không tệ như là như 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 nói chung là ngon đấy các bạn ạ. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.